thưa quý vị và các bạn trong chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh hôm nay chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn gương một nông dân sản xuất kinh doanh giỏi và nhiệt tình giúp đỡ mọi người sau đây là nội dung chương trình Thưa quý vị và các bạn, nhắc tới ông Nguyễn Văn Hùng, không người dân nào trong thôn Tân Ninh, xã Nam Song là không biết đến. Bởi ông là một tấm gương điển hình về làm kinh tế giỏi và giúp đỡ nhiều hộ dân trong thôn vươn lên thoát nghèo từ chăn nuôi và trồng trọt. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự. Đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Hùng ở thôn Tân Ninh, xã Nam Rong trong lúc ông đang tất bật cắt cỏ cho đàn bò ăn, ông vui vẻ cho biết, sinh ra và lên lên ở Bắc Ninh, Do để sống ở quê nhà nhiều khó khăn, năm 1995, ông đưa gia đình vào Tây Nguyên lập nghiệp. Lúc mới vào Tây Nguyên, chưa có vốn phát triển sản xuất, ông chỉ độc canh cây màu với năng suất thấp, giá cả lại không được bao nhiêu nên quanh năm phải lam lũ với cái nghèo. Nhờ có chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi của nhà nước, ông đã mạnh dạn đầu tư sang chăn nuôi bò để lấy ngắn nuôi dài kết hợp với nguồn phân từ chăn nuôi, chuyển đổi dần diện tích trồng màu sang trồng cây hổ tiêu. Đến nay, ông đã có hơn 1,4 hecta hồ tiêu kinh doanh và 6 con bò cho tổng thu nhập mỗi năm trên 200 triệu đồng. Vào từ miền đất xa xôi vào đến phát triển kinh tế vào vùng đất Tây Nguyên này thì đến thời điểm này thì cũng vậy nói chung là tất cả là chăn nuôi và rồng thấy với cây công nghiệp bón cho cây tiêu thì chúng tôi thấy cũng hiệu quả mà thấy nó xanh hơn và giảm được cái, cái lượng phân hóa học và thuốc trừ sâu. Cái chăn nuôi đến trồng tiêu này cứ khoảng đến 150 đến 170. Một điều đáng ghi nhận là bên cạnh việc làm kinh tế giỏi, ông Nguyễn Văn Hùng còn là một xã viên nhiệt tình và luôn đi đầu trong phong trào của tổ hợp tác chăn nuôi châu bò trung thành xã Nam Song để cùng nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Ông đã chủ động tạo điều kiện giúp cho các xã viên về con giống, hỗ trợ bằng ngày công, phân bón, giúp nhiều xã viên trong tổ hợp tác vươn lên trong cuộc sống. Ngoài ra ông cũng tích cực cùng ban tự quản và ban công tác mặt trận thôn Tân Ninh thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành đúng các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, xóa bỏ các hủ tục, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đến nay toàn thôn tuần ninh có trên 60% số hộ gia đình khá và giàu, 20% số hộ gia đình có kinh tế trung bình, trên 90% số gia đình được công nhận là gia đình văn hóa. Gia đình nhà anh Hùng là một hộ gia đình như là làm nông như là rất là chịu khó. Về kinh tế vườn tược thì kết hợp với chăn nuôi tận dụng cái phụ phẩm của nông nghiệp để phục vụ cho chăn nuôi mà lại lấy cái cái phụ phẩm của của chăn nuôi lại phục vụ lại cho nông nghiệp cho nên là mặc dù giá cả nó có xuống thấp nhưng mà cái lợi nhuận của gia đình vẫn đảm bảo cái, cái thu nhập của gia đình trong năm vừa qua với tính cần cù chịu thương chịu khó trong sản xuất và phát triển kinh tế gia đình có tinh thần đùm bọc chia sẻ khó khăn luôn gương mẫu trong các phong trào thi đua ở địa phương ông Nguyễn Văn Hùng ở thôn Tân Ninh xã Nam Rong luôn được mọi người tin yêu quý mến quý vị và các bạn thân mến chương trình truyền hình của đài truyền thanh truyền hình huyện chưa rút ngày hôm nay đến đây xin tạm dừng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại.